Xin chào bà con, hôm nay chúng tôi lại mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy xay sắt gạo đơn mini gia đình, dòng nhỏ nhất trên thị trường, giá chỉ có hơn 5 triệu. Dòng này sát năng suất từ 100 đến 200 kg trên giờ, sát trực tiếp từ lúa ra thành gạo ăn. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất đẹp sạch. Máy sử dụng điện một pha 3 kW, bảo hành chính hãng 12 tháng. Dòng này thì cực kỳ phù hợp cho các hộ gia đình có trồng lúa, có thể sát thật gạo ra, đảm bảo là gạo an toàn, giàu chất dinh dưỡng, không có chất bảo quản hay là chất thuốc chống mối mọt, rất là an toàn cho sức khỏe của gia đình. Máy trà ra thì đường chấu và cám sẽ đi chung, chấu và cám đấy thì bà con có thể trộn làm thức ăn để cho gia súc, rất là tiện lợi và không bị bỏ phí. Bà con có thể nhìn trực tiếp là nguyên liệu ra rất là đẹp. Nếu bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn cho mình chọn lựa sản phẩm phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp.